Anh Nhơn, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Jang Hongan. Các bạn ơi, vậy là chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, năm 2019 cũng đã sắp trôi qua rồi. Mình thực sự rất vui và rất hạnh phúc khi có nhiều bạn thông qua vlog của mình, các bạn có thể biết được thêm nhiều về Hàn Quốc cũng như là cuộc sống sinh hoạt ở nơi này. Và đối với mình á, thì mình cảm thấy nếu không có Hàn Quốc, không có YouTube cũng như là tất cả các bạn ấy, thì sẽ không có được thằng ơn của ngày hôm nay. Nên các bạn là những người đã cho mình một cái cơ hội rất là quý giá, và các bạn cũng chính là những người giúp cho mình thành công được như ngày hôm nay. Mình thật sự rất là biết ơn mọi người. Đương nhiên là làm YouTube thì có nhiều chuyện vui hơn là nhiều chuyện buồn. Có rất nhiều bạn vào vlog của mình á, comment rất là tiêu cực về ngoại hình của mình, về cái cách cử chỉ hoặc là những cái hành động của mình á. Thì đối với mình, những cái đó mình cũng khá là buồn chút xíu thôi, nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà có nhiều bạn lại có rất nhiều cái suy nghĩ tiêu cực, như là cái thằng này làm vlog làm cái gì, rồi trời tao mà gặp được mày ngoài đường á, tao bẻ tay bẻ chân mày luôn, tại vì nhìn mày ốm yếu quá. Hoặc là trời ơi, tao mà thấy ngoài đường tao đập mày chết. Hoặc là có rất nhiều cái bình luận còn tiêu cực hơn như vậy nữa, nhưng mà mình không muốn đọc ra. Thì mình nghĩ là ngày hôm nay tới giây phút này á, thì đối với mình YouTube là một cái gì đó đã rất là ý nghĩa với mình rồi. Cho nên hôm nay thì mình muốn chia sẻ những đôi lời cuối cùng của năm 2019. Đó là mình thực sự rất là cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua nha. Và hy vọng năm 2020 sắp tới chúng ta sẽ gạt bớt đi những cái thành phần hãm như vậy nữa. Và mình hy vọng mình sẽ làm thật nhiều cái vlog thiệt là hay, thiệt là ý nghĩa cho các bạn. Và mình rất là mong muốn các bạn sẽ luôn ủng hộ mình như bây giờ nha. Và Happy New Year, chúc mọi người sẽ có một năm mới thiệt là may mắn, thiệt là hạnh phúc và có nhiều thành công hơn nữa nha. Ok, và đây sẽ là cái vlog khép lại năm 2019 của tụi mình nha. Ok, bye bye mọi người.